Thưa quý vị, trong sáng nay thì trận chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia 2021 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Hoàng Khánh, học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Bạch Đằng của Quảng Ninh. Trận chung kết mùa thứ 21 của cuộc thi đã diễn ra một cách rất gay cấn, sôi nổi với 4 điểm cầu và mang đến nhiều màu sắc thú vị để cổ vũ cho phần tranh tài của 4 thí sinh tại trường quay. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi nhìn lại trận chung kết đặc biệt này. Đón 4 gương mặt chính của trận chung kết ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Vị trí số 1, Nguyễn Thiện Hải An, Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Hoàng Khánh, trường Trung học phổ thông Bạch Đằng Quảng Ninh. Nguyễn Việt Thái, Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và Nguyễn Đình Duy Anh, Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An. Đó là 4 nhà leo núi trong chặng đường cuối cùng của cuộc thi năm nay. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Sử dụng loại nào nào? Quốc tế ca. Đúng là như vậy. Hồ Chí Minh triển khai ATM oxy. Chính xác. Cuối cùng của tháng 4 hàng năm. Miễn dịch cộng đồng ạ. Rất tiếc cho những người còn lại. Bởi vì Hoàng Khánh đã vượt qua phần thi này. Bứt phá lên ở vòng thi vượt chướng ngại vật để giành về lợi thế 150 điểm. Hoàng Khánh bình tĩnh, chắc chắn trong từng câu trả lời để tiến thẳng về đích. Em cảm thấy mình vừa chắc chắn lại vừa hơi liều mạng, mà may là phần em đã giành được thành công ở trong phần vừa chướng ngại vật và giải tỏa tâm lý cho mình. Bình thường là tốc độ bắn chung của em còn tốt hơn rất nhiều, nhưng mà hôm nay do tay của em liên tục ra mồ hôi nên em thua Hải An trong một vài câu. Nhưng mà dù sao thì em rất là chiến thắng. Để làm giảm bớt không khí căng thẳng từ trường quay, những tiết mục văn nghệ, những lời chúc từ nhiều ngôn ngữ khác nhau hay sự sôi động của 4 điểm cầu, tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc cho trận chung kết năm nay. 4 người chúng em thì sau này sẽ đi theo 4 con đường khác nhau và em mong là sau này sẽ được gặp lại các bạn trong một dịp thế mới. Những suất học bổng giá trị và thành tích xuất sắc này sẽ là hành trang vững chắc cho những chặng đường phát triển tiếp theo của cả 4 thí sinh. Vâng, sáng nay tôi cũng vô cùng tranh thủ, vừa làm kịch bản vừa theo dõi cái trận chung kết này. Và tôi thấy cảm thấy là vô cùng căng thẳng hồi hộp. Và thậm chí có lúc là tôi tưởng chừng là tôi sợ, tôi lo cho các bạn thí sinh là các bạn có thể là ngất xỉu. Bởi vì tôi thấy là vừa trả lời mà phải vừa lấy hơi rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng xin được chúc mừng Hoàng Khánh và tin rằng là vùng đất Mỏ Quảng Ninh đang rất là sôi nổi để chờ đón em trở về ăn mừng. Và tôi tin rằng là tất cả những vùng đất của cả 4 chàng trai trong chung kết này đều đang chờ đón để chào mừng các em quay trở về bởi sự dũng cảm và nghị lực của các em.